Vào đi. Là em hả? Anh thấy thoải mái hay không? Có, nhưng anh thấy không cần thiết. Anh không cần nằm phòng riêng đâu, như vậy tốn tiền lắm. Anh có thể nằm ở ngoài cũng được, ở đó cũng thoải mái mà. Ở đây tốt hơn nhiều, ít ra anh sẽ được thoải mái. Đây chính là tất cả những gì em có thể làm cho anh sau những gì anh đã làm cho em. Em thừa biết là anh sẽ vì em làm tất cả mà, phải không? Nên là anh càng không nên làm như vậy. Đừng như vậy nữa mà. Đừng làm gì? Đừng yêu em nữa sao? Anh đừng bảo vệ em nữa. Chút nữa là anh đã mất mạng vì cứu em rồi đó. Adrian, nếu anh từ bỏ được, anh đã không đi tìm em. Anh sẽ không quay về nếu không vì em. Nhưng em nói với anh rồi mà. Em đã không còn là Adrian của ngày xưa. Em đã không còn là người con gái dành cho anh. Anh hãy tìm một người có thể đáp lại tình yêu của anh đi. Em xin lỗi Wado. Dù anh có làm gì đi nữa, em cũng không thể đáp lại tình cảm của anh như ngày xưa. Em mong rằng, em mong anh sẽ sống hạnh phúc. Chứ không phải nhìn anh như vậy. Nhìn anh bị thương chỉ vì em. Em không muốn đâu Wado à. Adrian, anh xin lỗi nhưng anh không thể từ bỏ. Vì thật khó để anh quên đi những ngày tháng hạnh phúc. Đó là khoảng thời gian mà anh sẽ luôn nhớ suốt cuộc đời này. Quý tá, cho hỏi phòng của Ronaldo Dema ở đâu vậy? Đi nào, khoa đám mẹ. Anh ấy ở phòng 202. Không phải Tristan sao? Đúng rồi. Mẹ đi với ai vậy? Đi mau lên, cảm ơn nhiều. Đi nhanh lên đi con à. Mẹ lo cho cháu của mẹ quá. Em phải đi rồi. Chào ngài. Sao rồi? Tôi vẫn ổn. Tôi vừa hỏi cô Adrian tại sao cho tôi vào phòng riêng, vì tôi thấy không cần thiết lắm. Chào bà. Bởi vì phòng này tốn nhiều tiền lắm. Không sao đâu, anh thoải mái là được rồi. Em yêu à, sao chỉ có hai người vậy? Anh tưởng dì Rosin đi với em mà. Dì Rosin vừa mới ra ngoài mua thuốc rồi. Dì bệnh viện đã hết loại thuốc cần. Wado. Wado. Ba. Có chuyện gì vậy con? Cháu bị sao vậy hả? Bà. Sao vậy? Cháu không phải là diễn viên xiếc đâu mà. Không, tại ông tài xế là ẩu thôi bà ơi. Adrian, cháu không sao chứ? Cháu có bị thương không? Cháu không nhìn thấy chiếc xe đó chạy tới hay sao? Hai đứa bị làm sao vậy chứ? Bà ơi, bình tĩnh đi bà. Bà đừng quở trách của Adrian như vậy chứ. Nè đủ rồi mẹ. Mẹ đừng nói nữa. Thưa ngài và cô, tôi xin lỗi vì những gì mẹ tôi vừa nói nha. Tôi đi trước đây. Mọi người cứ ở lại trò chuyện đi.